Hello, xin chào. Hồi xưa, cái lúc vàng nó mới có 40 triệu một lượng á, đi mua được 5 cây vàng, vàng cất. Bây giờ vàng đang lên giá 60 triệu một lượng rồi. Đem khui đem bán. Trời ơi, lúc đó vàng có 40 mấy à? Mua được 5 cây. 1, 2, 3, 4, 5. Giờ vàng lên 60. Tranh thủ đi bán kêu nó xuống giá. Vàng là không có cất ở ngân hàng mà là đóng khối lại á, nhét dưới gầm giường đó, hiểu không? Cây vàng của người ta không biết nhiêu ký, chứ cây này của tôi là cỡ mỗi một cây là 10 ký đó. Một cây phải 10 ký á. Chỗ này là có 40-50 ký vàng. Vàng khối đó nha. Để giờ đập hộp coi bên trong là cái gì. Hồi xưa mua vàng cất trữ, giờ khui ra. Trời ơi, gói kỹ lắm đó nha. Gói băng keo hai bên lớp rồi. Đâu có. Ngồi gói cũng cực nữa. Chưa, còn giấy nữa, còn đồ ôi. Đây. Em quay. Đấy. Bọc giấy bên trong nữa nè. Nha. Kỹ trong hai lớp lông bên ngoài nè. Lớp giấy bên trong nè. Đó. Băng rất là kỹ càng. Đóng từng cục gì hết. Nó nặng vậy á, trộn nó không bê được ha. Đó. Một cây vàng của mình á. Dán kỹ lưỡi luôn á. Xưa mua được giá rẻ, bây giờ nó giá lên. Tranh thủ đi bán. Bữa giờ Covid thất bát quá. Giờ không bán vàng ăn. Tính ra cũng nhiêu năm rồi ta. 2014 thì về đây. Cỡ 2016 á. Vàng mình mua từ năm 2016 á. Này cũng được 5 năm rồi. Cái gì vậy? Nặng lắm á, vàng nặng lắm á. Hai cây vàng đó. Khui tiếp. Khui hết, bán hết. Kỳ này bán hết. Đồ dán kỹ lắm nha, mấy cuộn băng keo á. Đó. Té thì nhanh như lúc dán. Rồi có mà. Đó, đánh dấu. Cục nào cục đó bằng y nhau thấy không? Kiểu cách y chang luôn thấy không? Đó. Quay ngang cho dễ thấy nè. Còn hai cục nữa, khui hết đi. Bốn cây này giờ bán được nhiêu tiền? Ừ.
vàng mà gửi ngân hàng nó không có lãi. Mà cất ở tủ cũng nguy hiểm, cho nên là cất ở gầm giường là an toàn nhất. Không ai nghĩ vàng cất ở giường. Đấy, tốn bao nhiêu giấy mực, giấy băng keo, bịch ni lông đó, giờ quyết định bán hết. Trời ơi, khui vàng mà nó nứt luôn. Giờ khui bịch này đi, khui cây này đi, khui cắt da. Đấy, đây nè, nguyên khỏi nè. Tiếp tục. Mà nghĩ làm sao một mình mà ngồi đóng gói được mấy cái này cũng cực lắm á chứ. Đâu có dễ đâu. Đây. Cục nữa. Từng khối. Đây. Đó. Cái này nó mỏng hơn. Cái này là vàng 18. Cái này vàng 4 số 9. 4 số 9 là có 4 cục đó. Này nè. Banh tiếp ra. Dán cực, tốn công, tốn sức, phá nó mạo nhanh. Đấy, đây, một miếng vàng nữa. Trong này. Dán rất là kỹ lưỡng nha. Khui nó khéo rồi, nó bể, nó mẻ vàng nên bán không mất giá. Cục vàng qua em đây. Cục vàng này là cục vàng đinh nha. Cục vàng đinh đó, vàng đinh. Còn đây là cái khối vàng gì đây, coi cục này coi. Đó, ra 4 cục rồi chưa. Đó, dán ra 4 cục nè. Đây là vàng 4 lỗ chứ không phải 4 số 9 nha. Vàng 4 lỗ. Còn cái này là vàng 2 lỗ. Một cây vậy á bao nhiêu? Một cây á, một trụ này á là có 4 cục 4 lỗ. Và ủa đây còn nữa nè. 4 cục 4 lỗ, 6 cục 4 lỗ. Đây còn 2 cục 4 lỗ nữa nè. Một cục đó là có 6 cục 4 lỗ với 2 cục 2 lỗ. Là vị chi là có 8 cục vàng. Vàng này là vàng đỏ đó. Vàng đỏ chứ phải vàng vàng nha. Để nói cho nghe. Mấy cái cục này là cái gì? Ngày xưa còn nghèo, không có tiền mua giường to, mua cái giường có 1m4. Xong cái cùng cái lúc mua cái nệm á là có nghĩ đến tương lai, cho nên phải mua cái nệm 1m6 để mai mốt mình đổi cái giường. Thì nó bị thiếu 20 phân. Cuối cùng phải chế bằng cách lấy cái miếng dán 20 phân và kê nó lên 3 cái trụ này. Làm những cái trụ này nè, để nó kê lên cái miếng dán đó, cho nó nối cái nệm ra ngoài, cho nó vô trong tường á. Mình đâu nằm tới đó đâu, chủ yếu để gác cái nệm vô tới đó thôi. Gác cái tay cái chân này cũng không có nhiều. Còn 2 cái cục này á là bởi vì cái giường nó hơi yếu, làm thêm 2 cục nữa nhét ở chính giữa cái giác giường để cho nó chắc. Đó. Có thấy đại gia nào mà nằm giường chống gạch cả gần chục năm trời như tôi không? Tôi là đại gia mà gia giờ á, chứ không phải gia di. Đại gia tức là da nhiều hơn thịt, người càng mập thì da nó, người nào mập thì da nó nhiều à. Cho nên đại gia
phải nằm giường chống gạch, không thôi nó sập giường. Trời ơi. Lúc đó chưa có điều kiện mua cái giường khác, nằm đỡ, ráng nằm cũng gần chục năm. Xong cuối cùng bữa hôm bữa rồi nè, mới đi đổi cái giường khác, mới bỏ cái giường mét 4 đi gắn cái giường mét 6 vô cho cái nệm nó lọt. Thì phát hiện ra một điều gì biết không? Hai cái giường mua y chang nhau, mà cái nệm kim đan, mới thấy cái nệm kim đan nó dởm. Đặt vô nó thiếu, nó hụt tùm lum, nó méo mó tùm lum. Còn trong khi đặt cái nệm vặn thành vô, nó dựa khít luôn, nó ôm sát cái giường đẹp cực kỳ luôn. Còn cái nệm kim đan đặt vô phát hở cả 5 phân. Trời ơi, mình mua nệm mét 6-2 mét, mà bây giờ đặt vô cái giường, hai cái giường giống nhau để vô. Cái nệm mà đắt tiền, nệm thương hiệu mà cuối cùng đặt vô làm xấu cái giường hơn là cái nệm bình thường. Cho nên đừng có chạy theo thương hiệu, đừng có chạy theo mua cái tên của nó, không có ăn được. Nằm nó cũng mềm hơn nữa, cái nệm kia nằm sướng hơn, cứng hơn. Nó không có lún nhiều, kim đan lún nhiều quá. Đó, thấy không? Ngày xưa từ nằm gạch mà đi lên. Đó, không phải tự nhiên cái nứt mắt ra là có hết mọi thứ trên đời đâu. Cái gì cũng phải năng nhặt chặt bị, phải tích cóp nè, phải tằn tiện nè, phải thắt lưng buộc bụng nè. Thì lúc đó cuộc sống sau này nó mới dư giả được. Chứ có làm 10 cái đòi ăn hết 11 rồi lấy đâu ra có. Bây giờ phải đi nằm gạch cả chục năm trời, nó có ai nằm gạch. Tôi hỏi thử trên trời, tôi hỏi thử từ trên trái đất này, có ai nào mà đi nằm gạch mà lấy đi nằm ngủ mà lấy gạch chống lưng giống tôi không? Một là người ta xây luôn cái bệ giống như cái bệ bếp á, hoặc là trong nhà tù người ta xây luôn cái giường bằng gạch người ta nằm đó. Chứ không có ai mà đi nằm giường sắt hay giường gỗ gì mà phải lấy gạch chống lưng á. Tôi là tôi nằm gạch chống lưng chục năm rồi đó. Đại gia, tại vì đại gia nó nặng ký sợ sập giường phải mua gạch về chống lưng. Mắc cười ở chỗ là khi mà khuân xuống á, ai đi ngang cũng dòm cục gì đây. Nhiều người thắc mắc lắm, có người đến nhà cũng hỏi cái này gì vậy, bí mật vàng. Tôi nói vàng đó, vàng với kim cương không đó. Cho nên hôm nay đập hộp cho biết cái này là gì. Trời ơi, đại gia nằm giường chống gặp. Lúc đó mua viên gạch này như có mấy trăm đồng mà bây giờ nó lên giá 1.000 rồi. Sau gần chục năm giờ lên giá 1.000 rồi đó. Hồi đó mua chắc cỡ 600.000 hay 600 đồng hay 700 đồng gì một viên á. Đi ra mua nguyên một xe gạch về, ngồi xếp vô, chống lưng ngủ mấy năm nay, để giờ đi bán nay lên được 1.000. 1.000 một cục. Chơi Bitcoin hơi bị lời đó. Bitcoin lên giá. Đố tìm ra được người thứ hai như tôi, nằm giường chống gạch chục năm.